Dạ vâng, em lại xin mến chào tất cả các bác đã trở lại với kênh YouTube của Chu Du Audio Bắc Giang. Ngày nay tiếp tục lên sóng cho các bác 4 bộ mic mang thương hiệu là Kenley. Một thương hiệu đến từ Đài Loan các bác nhá. Đấy, toàn bộ cái 4 bộ này thì các bác đang nhìn trên màn nhỏ đây rồi. 4 bộ mic cực kỳ là đẹp, tuyệt vời luôn các bác. Và đã được lắp đầy đủ phụ kiện chống lăn đi kèm rồi. Thì đây là 4 bộ mic 6 số tự ngắt của Đài Loan các bác nhá. 4 bộ mic 6 số tự ngắt của Đài Loan. Đấy, một trong những cái dòng mic mà năm ngoái em có bán rồi. Đấy, màn dòng này thì hai màn hình riêng biệt này các bác này. Hai màn hình riêng biệt cho hai kênh này. Đấy, nút chỉnh này. Nút chỉnh này vừa setup tần số này, vừa có thể chỉnh được volume này. Đấy. Ở đây khi các bác đang để ở chế độ tĩnh như này thì các bác tăng lên, nó chính là tăng volume các bác nhá. Đấy. Còn các bác muốn set thì các bác nhấn vào đây. Nó sẽ ra này. Đấy, các bác thấy không? Rất là hay. Khi mà các bác nhấn nút set này thì toàn bộ nó sẽ mất sóng các bác nhá. Lúc nào các bác set xong thì nó mới nhảy sóng lên như này. Ở đây là cột tiếng này. Đấy, đây là cột pin này. Các bác nhìn nó hiển thị đủ không? Đây là cột pin này. Đấy, cột tiếng này. Và đây là cột sóng. Cột tiếng có nghĩa là lúc nào các bác nói nó mới nhảy này. Đấy, ví dụ nhá, em ví dụ này. 5 đó. Các bác nhìn thấy không? Cột tiếng mới nhảy đó. Đấy, con đẩy này em đang cho rất là nhỏ các bác nhá. Lát nữa em sẽ alo thử tiếng mic cho các bác nghe thử. Đấy, các bác thấy không? Đây là cột pin như các bác nhá. Đấy, pin nó ghi chữ battery này. Đấy. Thì các bác tắt đi là toàn bộ ba cọc này mất mà hiển thị 6 số các bác nhá. Trên tay mic cũng hiển thị 6 số luôn. Đấy, tự ngắt các bác nhá. Thì các bác để xuống khoảng 3 đến 5 giây thì các bác sẽ thấy là nó tự ngắt. Đấy. Nó tự ngắt tiếng rồi thì khi các bác nói vào nó sẽ không vọng vào loa nữa đó các bác. Đấy, khi mà nó sáng lên như này là có nghĩa là nó tự ngắt rồi, và cái trên cái tay mic nó sẽ hiện chữ mute này. Đấy, các bác thấy không? Đấy, báo pin này. Báo pin này, phần trăm này. Trên này nó hiển thị bằng phần trăm các bác nhé. Các bác nhìn này. Đấy, nó hiển thị bằng phần trăm này. Đấy. Mà nó xuống cọc nào thì có nghĩa là bây giờ ví dụ quả pin của em nó đang là 100% rồi. Đấy. Đấy. Tí nữa mà nó xuống thì nó sẽ còn 80% này, 60% này, 50% này, 40 này. Đó, các bác thấy nó hay không? Rất hiện đại, rất hay luôn. Đấy, mặt thì là mặt phay nhôm này. Quá đẹp rồi. Mắt IR chung cho hai cổng các bác nhé. Đấy, các bác set bên này thì các bác nhấn vào nút set này và dí màn hình tai mic vào cái mắt IR này. Các bác set bên này thì các bác nhấn nút set và dí màn hình. Các bác lưu ý nhá. Các bác nhấn nút set khi nào nó chạy ra chữ IR này này thì là cái màn hình tai mic của các bác dí vào chỗ này là nó sẽ tự động nhận sóng. Đấy, ok chưa bác? Phím nguồn cũng có một cái đèn LED màu xanh rất là đẹp. Power này. Đấy, rất đẹp luôn đúng không các bác? Và đây là vỉ mạch của nó. Mạch con này thì có tới 3 hộp sóng một bên. Đấy, 3 hộp sóng một bên. Và đét của nó là đét 2017 các bác này. Đấy, bằng laser nhá. Người ta in bằng laser hẳn hoi. Đét 2017 này. Đấy, quả hộp sóng rất uy tín luôn các bác. 3 hộp sóng một bên. Đấy. Linh kiện thì khá là ok. Đây, các bác nhìn con chip tổng của nó này. Tụ nhôm. Đấy. Đây là một con tụ rất là to để lọc nguồn. Đấy, các bác nhìn nhá. Đấy, con chip tổng của nó đấy. Đấy. Ok chưa các bác? Đấy, vỉ mạch này thì quá ok rồi. Anh em làm kẹo kéo, làm lắp phòng hát, chơi gia đình đều bao hay, bao phóng sóng sánh ổn định cho các bác chơi. Đấy, mặt mũi đẹp, không xước các bác nhá. Mặt mũi đẹp, không xước, nó mặt nó kiểu màu ghi xám. Nhưng mà nó mặt nhôm phay, không xước các bác nhá. Tên của nó là Kenley K8130. Sóng UHF, ok chưa các bác? Rất đẹp luôn. Quắc thì quắc màu xanh. Quắc màu xanh này trùng với quắc của tay mic luôn này các bác này. Đó. Ok chưa bác? Chẳng qua tay mic này nó sáng hơn một chút. Con này thì nó kiểu như nó có cái màn của nó kiểu như màn chống lóa ấy. Khi mà quay bằng điện thoại các bác nhìn nó không bị nhòe. Và màn hình nó rất là to rõ. Nó không như những dòng Bio. Dòng Bio thì các bác khi quay trên điện thoại nó nhòe, mình không nhìn, gần như nó nhìn khó nhìn hơn. Thế còn những cái dòng này các bác có thể nhìn thấy này. Trong vắt luôn ạ, gần như kiểu có cái dạng kiểu như kính chống lóa ấy. Nó không bị phản quang. Rất sắc nét luôn. Kể cả các bác đặt đưa điện thoại ra xa các bác vẫn nhìn thấy rõ một số này, 6 số tự ngắt các bác nhá. Đây, khi các bác cầm lên nó sẽ sáng đèn này này. Đấy. Và con này thì em cũng xin phép báo giá, ngày hôm nay có 4 bộ này em sẽ xả kho cho các bác. Đấy, đợt này thì em sẽ xả kho và bán giá cho các bác gọi là cực kỳ là sốc luôn. Bộ mic này ngày hôm nay em sẽ để cho bác giá là 1.500.000. Đấy, bình thường những bộ mic này các bác mua chắc chắn là không bao giờ dưới giá 1.800.000, 1.900.000 đâu. Đấy. Những cái bộ mic như này anh em thị trường không bao giờ người ta bán dưới 1.800.000, 1.900.000 đâu. Thậm chí là có đơn vị sẽ bán trên 2 triệu các bạn. Vì đây là một dòng mic rất chất lượng các bạn nhá, sóng sánh khỏe, tiếng hay.
Và bên em thì ngày hôm nay bán cho các bác giá chỉ có 1.500.000 thôi. Bên em bao ship này, phụ kiện xịn luôn các bác nhá. Mic này thì vẫn để cho các bác những cái phụ kiện nó gọi là xịn đẹp luôn. Ở trên này các bác sẽ nhìn thấy là người ta laser cả những cái chữ này, Kenly cái ở đây này. Đấy, các bác nhìn thấy không, rõ không ạ? Đấy, cái này người ta laser này. Đấy, người ta bắn laser trực tiếp vào đây các bác nhá. Tay thì mạ kiểu như mạ kim tuyến, rất đẹp, rất óng ánh. Các bác cầm tay mic rất sang chảnh nhá. Đấy, rất sang chảnh luôn. Dọ zin nguyên bản luôn. Ok chưa bác? Dọ zin nguyên bản luôn, đẹp long lẫy luôn. Đấy. Tay chân đẹp không xước sát các bác nhá. Rất đẹp luôn đấy. Đấy, Kenly này. Quá đẹp đúng không các bác? Quá đẹp và đẳng cấp luôn rồi. Rồi, giá chỉ có 1.500.000 trên một bộ các bác nhá. Và bên em bao ship tặng đầy đủ phụ kiện các bác nhá. Tặng cả tay bắt tủ máy cho bác, về tháo hai con ốc này ra phát là lắp vào thành tay bắt tủ máy mặt phẳng luôn. Và vẫn kèm cho các bác một bộ pin sạc. Kèm cho các bác thêm một bộ pin sạc. Ok chưa các bác? Kèm cho các bác một bộ pin sạc, giá chỉ có lại 1.500.000 thôi. Phải nói là rẻ giật mình đúng không các bác? Rẻ hơn những cái mic nhái ở ngoài chợ luôn. Rẻ giật mình luôn. Thì lô này chỉ có 4 bộ thôi. Đấy. Mắc nào chốt thì cứ liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em là 0378 030 730. Rồi, alo thử tiếng mic cho các bác để các bác có thể đây, xin phép tháo cái côn cho các bác xem luôn. Đấy. Con này thì em cũng nói rõ nhá. Đấy, hàng xịn của Made in Taiwan các bác nhá. Đấy, côn này giống như côn của Bayer luôn. Nó gần như là côn của Bayer luôn đấy, sử dụng chung côn của Bayer luôn đấy. Made in Taiwan luôn. Vì Đài Loan thì nó là đất nước sản xuất ra Bayer rồi. Cái này thì em cũng nói rõ luôn nhá. Gãy hết lấy pin một bên. Cái này một là do bên kia người ta bẻ, hai là có thể là do họ dùng pin sạc to là gãy, lấy pin chỉ gãy một bên thôi các bác nhá. Cái nào cũng gãy một bên, không gãy cái bên này. Cái nào nó chỉ gãy một bên thôi. Đấy. Chân pin sáng sạch các bác nhá, chân pin sáng sạch này. Đấy. Ok chưa bác? Ruột lõi đẹp. Đây là những cái số này, nó nói chung là zin các bác nhá. Đấy, những cái số này là số là đánh dấu số phòng bên kia. Cái nào nó cũng bị gãy một bên, lấy pin. Đấy, nhưng mà nói các bác nhét pin vào các bác lắc thoải mái nó không ra luôn. Đấy. Đấy, côn này thì quá là đẳng cấp rồi. Đấy. Rồi ok. Đấy, quay chi tiết cho các bác từ trong ra ngoài rồi. Riêng bên em bán mic thì cứ quay cho các bác chi tiết từ trong ra ngoài. Rồi, để các bác không phải chờ đợi nữa thì xin phép các bác là em alo thử tiếng mic, sau đó là xuống livestream. Xuống video thôi. Đấy, anh em nào chơi được thì liên hệ em thôi các bác nhá. Đây em đang cắm thử một chiếc đây rồi. Đấy. 5 6 7 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
Đấy, 6 số này. Chống ồn này. Đó, các bác thấy không? Rất là hay. Và trên này cũng báo đầy đủ hết pin này. Đấy, ok chưa bác? Quá nét. 5567 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 5 6 7 8 9 10 Next. Đó, ok chưa các bác? Đấy, thì bác nào mà chốt được thì liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em là 0378 030 730 các bác nhá. Rồi, video của em cũng xin phép được xuống tại đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau ạ.